Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ dài để phòng chống COVID-19, bắt đầu từ ngày 21 tháng 2, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu đón trẻ và tổ chức bán trú. Thời điểm này, không chỉ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đủ dinh dưỡng trong các bữa ăn, công tác phòng chống dịch được các nhà trường thực hiện nghiêm ngặt. Sau 3 tuần mở cửa trường học, số học sinh đến trường của trường mầm non Vạn Khuyên, quận Sơn Trà đã tăng dần. Từ chỗ chỉ có khoảng hơn 20 em, đến nay con số này đã tăng lên gần 90 em. Sĩ số lớp tuy chỉ đạt 30% so với bình thường, nhưng nhà trường vẫn đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. Các cháu trở lại trường, cái tâm lý cháu là rất là vui, cô cũng rất là vui để trở lại lớp. Và khi cái tuần đầu đến cháu đến lớp thì còn cái sĩ số còn rất là ít. Vì phụ huynh là nhiều phụ huynh còn đang rất là e dè. Nhưng mà ngay đến tuần thứ 3 là bắt đầu sĩ số đã đảm bảo trở lại. Thì ở trong lớp cháu là luôn luôn đeo khẩu trang, trừ trường hợp là khi mà các cháu ăn và các cháu ngủ. Mở bán trú, toàn bộ quy trình đón trẻ, đo thân nhiệt, xếp khuẩn tay dành, giãn cách giờ ăn, bàn ăn được các trường tuân thủ nghiêm ngặt. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong điều kiện tiếp tục phòng chống COVID-19, các trường mầm non đã tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và các phòng học, đặc biệt là khu vực bếp ăn. Cùng với việc thực hiện tốt quy trình bếp ăn một chiều, nhà trường luôn giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn cho trẻ. Và đối với công tác bán trú là trong thời gian cho ăn thì các cô cũng đặt chia thức ăn cho cháu ngồi vào những bàn là cách nhau chứ không có gần nhau lắm. Và các cô cũng phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với trẻ, cho trẻ ăn hay cho trẻ ngủ. Và đối với giờ ngủ của trẻ thì các cô cũng bố trí cách xa ra. Bởi vì phòng học bây giờ là rộng nhưng mà ít trẻ, cho nên là cái việc mà khoảng cách giữa trẻ với nhau là cũng đảm bảo được cái an toàn về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, công tác tầm soát ở mỗi lớp học cũng được các trường chú trọng nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc theo dõi sức khỏe của trẻ từ nhà tới trường, ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học. Học sinh lớp nào ăn, ngủ riêng tại lớp đó, không chung với các lớp khác. Nhà trường là không có cho phụ huynh vào trường. Các cô giáo là buổi sáng là xuống đón trẻ và dẫn lên trên lớp, cũng như buổi chiều trả trẻ cũng thế. Còn riêng thức ăn thì mình tăng cường cái thức ăn mà nấu, thức ăn nước, này, thức ăn dễ tiêu hóa cho trẻ. Mà đặc biệt là quan tâm tới những trẻ có biểu hiện, ví dụ ăn không ngon hay như thế nào đó thì cũng tương tác với phụ huynh. Để phụ huynh phối kết hợp cùng chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất. Theo ghi nhận, tỷ lệ trẻ mầm non đến trường hiện nay của Đà Nẵng vẫn còn thấp, nhưng các trường học vẫn mở cửa nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và duy trì hoạt động giáo dục. Việc tổ chức bán trú an toàn vừa đảm bảo việc học tập của trẻ, vừa thuận lợi cho việc chăm sóc, đưa đón con của phụ huynh, tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm làm việc.